chỉ cần sờ vào ba cái điểm này trên cơ thể là biết ngay thận của mình khỏe hay yếu. Xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HDT3. Và thưa với quý cô bác anh chị thì từ xa xưa các cụ nhà chúng ta đã biết áp dụng những cái phương pháp day bấm huyệt hay là phát hiện ra những căn bệnh trên cơ thể của mình bằng những cái như là nhìn qua ánh mắt, nhìn qua gương mặt hay là nhìn qua bàn chân bàn tay là có thể nắm bắt được rằng là cơ thể có mắc bệnh hay không. Và thưa với lại các bác thì trong video ngày hôm nay tôi xin được chia sẻ đến các bác ba cái điểm trên cơ thể các bác chỉ cần sờ tay vào các bác có thể biết ngay rằng cái quả thận của mình có khỏe hay không. Vâng, và bây giờ thì mời các bác chúng ta cùng theo dõi. Thưa với quý cô bác anh chị thì quả thận là một trong những cái bộ phận vô cùng quan trọng trong cơ thể chúng ta, và đặc biệt là nó là những cái cơ quan mà như là lọc máu này, rồi là đào thải những cái chất thải này ra khỏi ngoài cơ thể. Bởi vậy mà quả thận rất là quan trọng. Các bác có thể thấy rằng nếu như những người nào có mắc phải những căn bệnh liên quan đến thận thì sức khỏe của họ luôn luôn bị đe dọa. Bởi vậy mà giữ gìn cho cái quả thận của chúng ta khỏe mạnh hay là phát hiện sớm những cái dấu hiệu của quả thận bị suy yếu là cái yếu tố vô cùng quan trọng. Bởi vậy mà nếu những bác nào mà có những cái địa điểm như thế này mà bị lạnh nhá, thì các bác cần phải lưu ý này. Thứ nhất đó là cái thắt lưng các bác ạ. Các bác có thể biết rằng là cái thắt lưng là cái nơi mà quả thận của chúng ta nó nằm ở đó. Bởi vậy mà nếu những người nào mà có cái thắt lưng lạnh này, sờ tay vào thường xuyên thấy nó lạnh. Thứ hai là cái thắt lưng của mình ấy, thường hay bị đau, thường hay đau vùng thắt lưng. Thì là những cái người này có cái dấu hiệu đấy cho thấy rằng cái thận của các bác đang gặp phải vấn đề. Các bác lưu ý nhá, nếu mà thấy cái thắt lưng của mình nó lạnh này, thường xuyên thấy lạnh này và đau thì các bác cần phải đi thăm khám xem rằng cái quả thận của chúng ta có hoạt động tốt hay không. Phần thứ hai đó chính là cái gan bàn chân các bác ạ. Gan bàn chân hay còn gọi là lòng bàn chân. Nếu như những bác nào mà thường xuyên có cái lòng bàn chân của chúng ta nó thường lạnh này, cũng như là rất là lâu ấm, mỗi một lần mà lên giường đi ngủ là chúng ta sẽ phải chờ rất là lâu nó mới ấm lên được, và thậm chí có những người lạnh chân khó ngủ và cũng như là không ấm lên được, thì các bác lưu ý và thăm khám cái thận của chúng ta các bác nha. Thứ hai đó là cái phần về móng bàn chân ấy, cái móng chân ấy, cái móng chân của bác nó không được nhẵn, không được hồng hào và nó lại sần sùi, cũng như là nó bị bong chóc nhiều, thì cũng đây cũng thể hiện cho các bác thấy rằng là cái sức khỏe của các bác đang gặp phải vấn đề. Nên là nếu bác nào có những biểu hiện này các bác cần phải lưu ý này các bác nha. Và đặc biệt là cái phần mắt cá chân. Cái mắt cá chân ấy, trong đông y ấy, thì là mắt cá chân bên trong là cái nơi mà biểu hiện cho cái quả thận của các bác. Nếu như cái mắt cá chân này mà lại có thường xuyên hay bị đau và không có cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng đau này, có nghĩa là chúng ta không có phải va đập vào đâu cả mà tự dưng thấy nó đau, và nó đau rất là lâu và cứ đau âm ỉ, thì các bác cũng nên thăm khám, vì ở đây là cái biểu hiện cho thấy là cái thận của các bác ấy, nó gặp phải vấn đề thì nó bị đau ở đó các bác nha. Vâng, và thứ ba đó chính là đầu gối các bác ạ. Với rất nhiều người thì không biết rằng là cái đầu gối của chúng ta nó lại liên quan đến quả thận. Các bác có thể thấy rằng những người già đấy, những người già thì bắt đầu thận nó yếu đi dần ấy, thì cái đầu gối của chúng ta sẽ bị lạnh và bị đau, và cũng như là đi lại nó kém, đúng không các bác? Mắt mờ, tai điếc và đầu gối mỏi, đó là cái biểu hiện của những người cao tuổi. Bởi vậy mà nếu bác nào mà còn chúng ta còn trẻ, còn sức khỏe, mắt vẫn còn sáng, vẫn còn cảm thấy mình rất là sung mãn, nhưng cái đầu gối của chúng ta lại thấy nó đau và thường xuyên thấy nó lạnh, các bác sờ tay vào thấy nó lạnh, thì cho thấy rằng cái sức khỏe của thận của các bác cũng đang có vấn đề. Nên là nếu bác nào có những cái vấn đề này, dấu hiệu này, thì các bác hãy làm ngay những cái phương pháp mà tôi chuẩn bị chia sẻ đến các bác bây giờ, để giúp cho cái thận của chúng ta ấy, nó được hồi sinh trở lại, nó được khỏe mạnh trở lại các bác nha. Vấn đề thứ nhất đó là nếu những người nào mà có những cái biểu hiện như trên thì các bác cần phải ăn ngủ nghỉ đúng giờ. Có nghĩa là ta không nên thức quá khuya, cũng như là ăn uống thì vô tội vạ, ăn uống không kiểm soát là yếu tố vô cùng quan trọng. Nếu những người mà có những biểu hiện liên quan đến thận yếu ấy, các bác hãy tránh xa ngay rượu bia và những cái loại đồ ăn nhanh và đồ ăn chiên xào rán là chúng ta hãy giảm ngay các bác nha. Và thứ hai đó là các bác hãy làm những cái động tác như sau: thường xuyên xoa ấm gan bàn tay, xoa ấm gan bàn tay và xoa ấm gan bàn chân. Thường xuyên làm cái việc này
ngày nên làm 2 lần, đặc biệt là cái mùa đông này á, là các bác hãy làm nó đều đặn hơn và làm cho nó ấm thường xuyên ấy các bác nhá. Thường xuyên cứ ngồi ở đâu thôi thì ta cũng có thể là tự xoa cái gan bàn tay thì giúp cho cái việc là cái thận của chúng ta nó cũng sẽ được cải thiện các bác nhá. Đó, và tiếp theo nữa là các bác nhớ là chúng ta nên giữ ấm cái gan bàn chân, là không có bỏ tất. Nếu như những người là cao tuổi thì chúng ta lưu ý là không có bỏ tất và không có rửa chân bằng nước lạnh, luôn luôn hãy rửa chân bằng nước ấm và nhớ là hãy ngâm chân trước khi đi ngủ các bác nha. Và đặc biệt là cái phần ở thắt lưng các bác nha, các bác hãy thường xuyên dùng 2 cái cùi tay này ta đấm vào phần thắt lưng, và nhớ là khi đấm vào phần thắt lưng ấy, các bác hãy dùng cái lực ta đấm và đẩy nó vào, đẩy cái lực vào, chứ không phải ta chỉ dùng cái phần ra tay ta vỗ bè bên ngoài, mà các bác hãy dùng cái lực ở chính cái cùi tay này đấm đẩy vào bên trong để nhằm cho cái lực của chúng ta nó được tác động vào chính cái quả thận của chúng ta. Đấy, nếu các bác áp dụng thường xuyên những cái động tác này cũng như là cái cách ăn uống ngủ nghỉ của các bác nó được đều đặn hơn, được khoa học hơn thì tin chắc rằng sức khỏe của các bác sẽ được cải thiện và cái quả thận của bác sẽ khỏe mạnh lên mỗi ngày. Vâng, và nếu các bác cảm thấy video có hữu ích, các bác đừng quên hãy chia sẻ nó cho nhiều người được biết. Nhớ là hãy giữ nút đăng ký và nút chuông ở phía bên này vì tôi còn quay trở lại với các bác với rất là nhiều những video bổ ích khác nữa. Và bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.